Mãn nhãn trước cách khuất phục tra bò nặng tới 90kg của một anh thợ câu. Anh này đang trên hành trình đi săn những loài cá khủng nhất nước ngọt. Nơi nào có mùi cá khủng là anh mò đến ngay, không kể đó là chỗ nào, gần hay xa. Chỉ cần đó là thông tin chính xác là anh vác cần đến ngay. Hồ này được rất nhiều anh em nói là chứa chấp tầm vài chục con tầm một tạ dưới hồ. Nên anh lập tức có mặt ở đây ngay, ném mồi xuống và chờ đợi mấy chú cá cực đại đến ăn. Đã có tiếng kéo máy và anh thợ câu nhanh chóng đóng máy lại và solo tay đôi với nó luôn. Lần đầu được chạm mặt với mấy chú cá to nên anh thợ câu cũng chả sợ gì nó mà không bo bằng 500% công lực của mình. Do hai bên quá khỏe không bên nào chịu nhường bên nào thì cuối cùng đã nổ chục cái bọc. Nổ thì anh thay chục khác để chiến tiếp, và lại có chú nữa cắn câu. Nghe máy kêu thì chú này cũng không có vẻ gì là nhỏ bé cả, làm tí nữa anh rơi xuống hồ. Vừa kéo anh vừa nói mi mà đòi khỏe hơn tao à, mỗi lần nói thì lại nhìn thấy cần câu cong vút mà đã cả con mắt. Sau khoảng 5 phút kéo co đi kéo co lại thì chú cá kia đã bị anh thợ câu dắt vào gần bờ, cuối cùng em nó cũng phải phòi lên mặt nước. Nhìn vật vã thế này nó mà tát cho cái đuôi vào mặt thì cũng phê phải biết. Ok.